Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ở phương Đông, người ta từng ví những trận chiến hay chính trường như những trận cờ căng thẳng. Các kỳ thủ lúc công lúc thủ, linh hoạt khéo léo, chuyển yếu thành mạnh, chuyển bại thành thắng, mềm mỏng linh hoạt, khi thế giặc mạnh ao ao như lũ quét ùa về. Thì ta phải tạm thời hòa hoãn, đợi đến khi thế giặc suy yếu, ta sẽ tung đòn hồi mã thương, nhân hai tỷ lệ chí mạng, kết liễu kẻ thù. Lạc nước, hai xe đều bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Những nước cờ tài tình ấy, chúng ta đều thấy rõ trong chính sách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà ngoại giao kiệt xuất của nền cách mạng Việt Nam. Người cũng đã từng nhiều lần dùng tài năng của mình để nắn gần Pháp, Mỹ trên bàn đàm phán, khiến cho chúng không thể thực hiện được mưu đồ nô dịch nước ta. Chuyện kể rằng trong không khí vô cùng náo nhiệt và hân hoan tại khu Việt Nam Học Xá Hà Nội năm 1946, có hai nhà báo Pháp đứng trong đám đông, chờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tham gia cuộc vận động bầu cử. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện, một cháu bé xinh xắn đã cầm một giỏ cam đến chỗ người. Nhưng Chủ tịch chỉ cầm lên một quả cam, rồi ghé sát tai bé gái nói nhỏ điều gì đó. Lập tức bé gái hiểu ngay, rồi cầm giỏ cam chạy về phía hai nhà báo người Pháp nói rằng: "Bác Hồ tặng giỏ cam này cho các ông, để các ông mang về cho các bạn nhỏ ở nước Pháp." Hai nhà báo Pháp chuyển từ biểu cảm ngạc nhiên sang tâm lý vô cùng thán phục tài ngoại giao của Bác Hồ, một vị lãnh tụ vô cùng tinh tế và thông thái. Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, người đã trực tiếp là lãnh đạo cho công tác đối ngoại, nhằm phát huy tối đa sức mạnh dân tộc và thời đại, từ đó tập hợp được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với nhân dân Việt Nam. Những bài học về ứng xử ngoại giao theo phong cách của người luôn là những bài học vô giá, vì những bài học đó luôn phù hợp với thực tiễn, có giá trị rất lớn đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Nhớ về những kỷ niệm được làm phiên dịch tiếng Hindi cho Bác năm 1958, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên kể lại rằng, trong chuyến sang Tây Trúc công du năm đó, trong cuộc meeting có hàng vạn người dự tại Redford, Thanh Đỏ, ở thủ đô Delhi, các bạn Ấn Độ làm sẵn một cái ghế cho Bác Hồ ngồi trên bục danh dự. Chiếc ghế trông như một cái ngai vàng rất lớn. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ ngày ấy là Jawaharlal Nehru thì chỉ ngồi một chiếc ghế bình thường như mọi người khác. Khi Thủ tướng mời Bác ngồi vào chiếc ghế đó, Bác dứt khoát từ chối. Thế vậy, Thủ tướng Nehru nói, "Ngài là khách danh dự của chúng tôi. Việc ngài ngồi lên chiếc ghế này chính là niềm vinh dự của chúng tôi." Nói đến đây, nếu là tôi thì tôi cũng yên tâm nhắm mắt mà ngồi luôn. Nhưng không, Bác Hồ đã thể hiện tài đối nhân xử thế vô cùng khéo léo. Chứng kiến điều này, hàng vạn người dự meeting phía dưới quảng trường đứng cả lên xem. Hai vị lãnh tụ của hai nước cứ nhường nhau. Cuối cùng chẳng ai ngồi lên chiếc ghế lớn ấy. Thủ tướng Nehru đành gọi người cho chuyển chiếc ghế đi, thay bằng một chiếc ghế khác giản dị hơn. Thế vậy, hàng vạn người dân Ấn Độ dưới quảng trường rất cảm kích, vỗ tay vang dội và hô rất to: "Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh." Chuyện này được người Ấn Độ sau đó kể lại rất nhiều, trở thành một huyền thoại của họ về Bác Hồ. Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nehru có chiêu đãi bữa tối Bác với món thịt gà cà ri Ấn siêu ngon mà không sợ nóng trong người. Trong văn hóa Ấn Độ, khi ăn cơm thường không dùng thìa, họ ăn bằng tay. Khi món thịt gà được đưa ra, các khách quan Ấn Độ có vẻ không dùng dao, dĩa. Bác Hồ rất tinh ý, nói với Thủ tướng Nehru: "Thịt gà phải ăn bằng tay thì mới ngon, chứ còn ăn bằng thìa dĩa thì khác nào nói chuyện với người yêu, lại phải qua ông phiên dịch." Nghe Bác Hồ nói như vậy, cả bàn tiệc cười ầm cả lên, cho không khí bữa tiệc hôm đó rất vui vẻ và thân mật. Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, văn hóa ngoại giao của Bác là văn hóa trộn lẫn giữa cái lịch lãm về hình thức của phương Tây và chân thành, thâm thúy của người phương Đông. Đó là điều chúng ta nên học tập Bác, bởi vì phải có kiến thức văn hóa rất sâu sắc thì Bác mới có thể có cách ứng xử như vậy được. Một trong những biệt tài ngoại giao khác của Bác là khả năng nói ngoại ngữ. Có lần diện kiến đoàn khách Liên Hợp Quốc tại Phủ Chủ tịch, có nhiều đoàn nước ngoài đến. Quay sang đoàn nào Bác nói tiếng nước đó, Anh, Nga, Pháp, Đức, Bác đều bắn như gió, làm đoàn khách hết sức khâm phục. Năm 1956, Bác dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bỏ ra 5 ngày thực hiện cuộc viếng thăm hữu nghị Cộng Hòa Nhân dân Hungary. Một kỹ sư người Hungary nhớ lại rằng, bỏ qua mọi thứ lễ nghi nhưng vẫn khiến người khác phải kính trọng. Con người ít lời, thông tuệ ấy có một tính cách rất lôi cuốn.
và ngày hôm đó đã đi vào tâm trí của tôi như một trong những kỷ niệm thật đẹp của đời tôi. Nói đến tài ngoại giao cấp cao, những quyết định vô cùng quan trọng mà chỉ cần một nước cờ đi sai sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả dân tộc. Sau 56 ngày đêm, cứ điểm Điện Biên Phủ thất thủ, toàn bộ 16.000 quân Pháp bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh, khiến Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán. Hiệp định Geneva được triệu tập. Hội nghị này đánh dấu thành công lớn đầu tiên trên phương diện ngoại giao của phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên trường quốc tế. Trên bàn đàm phán vô cùng căng thẳng, nhiều khi vào thế khó không bên nào chịu nhường bên nào. Phái đoàn nào cũng muốn chiếm thế thượng phong, đòi quyền lợi về phía mình. Lúc đó phải cứng rắn hay chịu hòa hoãn, lấy nhu thắng cương hay kiên định bảo vệ quan điểm. Đó là một thế cờ cực kỳ khó khăn. Phái đoàn Pháp vẫn còn muốn thuộc địa Đông Dương. Chúng không dễ dàng gì từ bỏ mảnh đất béo bở này. Ta thì kiên quyết ép Pháp phải công nhận nền hòa bình độc lập của ta. Hai bên giằng co trên bàn cờ chính trị, ngày này qua ngày khác, suốt từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 1954. Sau cùng, ngoại giao của chúng ta đã giành chiến thắng, khi đã đạt được những kết quả rất khả quan. Chiến tranh chấm dứt, hòa bình đã tạm thời trở lại, ngày toàn quốc, tổng tuyển cử và thống nhất có thể đã ngay trước mắt. Tất cả những kết quả đó là công sức của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam và cũng là công sức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng và xây dựng nên ngành ngoại giao Việt Nam. Đặc biệt, giai đoạn mới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong thế đơn thương độc mã, cùng một lúc chống lại thù trong, giặc ngoài, đất nước vô cùng khó khăn, hoạt động đối ngoại của ta đã đặt lợi ích chính đáng của dân tộc lên trên hết, triển khai đường lối độc lập, tự chủ nhằm thêm bạn, bớt thù. Sau cách mạng tháng 8, từ vị tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch tràn vào, đóng giữ hầu hết các thành phố lớn. Chúng thực hiện âm mưu tiêu diệt Đảng Cộng sản, phá tan Việt Minh, lật đổ chính quyền nhân dân và lập ra chính quyền tay sai thân Trung Quốc để dễ bề sai bảo. Từ vị tuyến 16 trở vào Nam, quân đội Anh hỗ trợ quân đội Pháp trở lại Đông Dương, tạo thuận lợi cho Pháp tái chiếm miền Nam Việt Nam. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp đã nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta thêm lần nữa. Tình thế lúc đó thật hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã chủ trương hòa với Pháp để đẩy 20 vạn quân Tưởng và tay sai ra khỏi nước bằng hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946. Bởi vì nếu không ký hiệp định, Pháp mang quân ra Bắc thay thế quân Tưởng sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ của nhân dân ta. Khi xung đột xảy ra giữa ta với Pháp, quân Tưởng sẽ có lý để không rút quân khỏi Việt Nam. Ta không có thời gian để củng cố chính quyền cách mạng, phát triển lực lượng vũ trang, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược. Sau khi quân Tưởng rút về nước, chúng ta đã kịp thời xây dựng lực lượng toàn quốc kháng chiến, đánh đuổi quân Pháp ra khỏi non sông bờ cõi. Chính sách hòa để tiến này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tài ngoại giao nó ở cái tầm đỉnh cao. Khi thế giặc mạnh, ta lùi một bước để tiến ba bước. Người nói, thực lực là cái chiêng, còn ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn. Điều này thể hiện rất rõ quan điểm của Bác về mối quan hệ của ngoại giao với thế và lực của đất nước. Trong kháng chiến chống Pháp, người luôn luôn nhấn mạnh, chúng tôi muốn hòa bình ngay để máu người Pháp và người Việt ngừng chảy. Những dòng máu đỏ đó chúng tôi đều quý như nhau. Trong kháng chiến chống Mỹ, người nói rằng, nhân dân Mỹ từ trong đánh ra, nhân dân ta đánh từ ngoài vào, hai bên giáp công mạnh mẽ thì đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua. Nhân dân Việt Mỹ nhất định sẽ thắng. Đó sẽ là thắng lợi vẻ vang của mặt trận thống nhất nhân dân hai nước và cũng là thắng lợi chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình chính nghĩa. Nếu ta còn nhớ, Bác đã nói, nếu có thua thì đế quốc Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Việt Nam. Quả thật lời tiên tri ấy đã thành sự thật với sự chuẩn bị từ trước. Chúng ta không những đã thắng mà thắng lớn khiến Mỹ xây sầm mặt mày, phải rút quân về nước mà không dám ú ớ gì thêm. Tầm nhìn và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh quả thật đi trước thời đại. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có. Hồ Chí Minh là một thiên tài hiếm có, ngàn năm có một, một nhà ngoại giao kiệt xuất của dân tộc mà những bài học từ người còn nguyên giá trị cho đến mãi mai sau. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là: theo anh em, nếu như Bác Hồ còn sống đến năm 1979, thì liệu tài năng ngoại giao của người có giúp chúng ta thoát khỏi họa chiến tranh với Khmer Đỏ và Trung Quốc hay không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng.
Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video. We'll be right back.